Rồi nó chảy nước xuống. Au. Cưa ơi. Mà cái mùi nó kinh khủng lắm cả nhà. À. Thấy mọi người sợ cái mùi kinh khủng lắm. Đó, chạy tới đầu phòng tới đó mọi người thấy không? Trời ơi, đó. Phòng lên như này nè. Bây giờ là mình chấp nhận mình hy sinh cái là cái chậu lan này luôn. Thối nhũng trên lan lây nhanh và gây hậu quả khủng khiếp như thế nào? Xin mời cả nhà cùng chúng ta xem cận cảnh cái việc thối nhũng nha. Đây. Đây cả nhà, ngày hôm qua là phát hiện chỉ cái lá này thối nhũng thôi. Mình mới tiến hành mình đem vào đây mình để là mình dự định là chiều hôm qua đó, chiều tối hôm qua đang quay clip không kịp đem vô đây để mà dự định là hôm nay quay clip, nhưng mà sau một ngày mọi người thấy không? Mình đang TV để vậy nè. Cái bắt đầu nó chảy cái nước này xuống đây ha. Nó đụng vô cái lá dưới nè. Nó lầy xuống cái lá dưới luôn. Rồi, cái nó nhỏ nước xuống đây, cái nó lầy xuống cái lá này luôn. Mọi người thấy kinh khủng không? Nghĩa là sau một ngày, sau 24 giờ ha. Đã, mọi người thấy kinh khủng chưa? Rồi, thì bây giờ là Mylan TV sẽ tiến hành thử thách cái combo vệ sĩ, cái bộ mà phòng ngừa bệnh cho lan á, thì để mình vẫn để nguyên như thế này, mình xịt xem là nó có dừng lại không, nó có thì cái cách mà đúng á thì là khi mà mọi người trị thối nhũng là mọi người phải tách bỏ các mầm bệnh, các lá bệnh này ra khỏi cái cây lan này, khỏi cái chậu lan mình luôn, và đem cái chậu lan ra khỏi vườn mình luôn, khỏi cái khu mà để lan đó, mà mình trị cho nó bớt là mình đem vô, tại nó lây cực kỳ nhanh luôn. Mà nó cực kỳ dễ lây nha cả nhà. Đây. Rồi cái chậu này là cái chậu mà Mylan TV hôm trước có làm clip mà nè. Đó là đã nó cũng bị thối nhũng rồi cả nhà. À cũng đã quay là vẽ lên đây nha. Vẽ lên đây là mới xịt một lần thôi. Thì vẽ lên đây là cái đường này nè. Là xem là nó có tiến triển, vết bệnh nó có tiến triển nhanh hay không. Nhưng mọi người thấy là nó cũng có vẻ là nó có triệu chứng dừng lại, nhưng mà nó cũng tiến triển rất là chậm nè. Nó đã vô được tới đây rồi. Vô bên trong rồi. Thì nhân đây thì Mylan TV sẽ xịt cho cái chậu này là lần cái giò lan, cái trụ lan này là lần 2 nè. Rồi cái này là xịt lần 1 nha cả nhà. Sẽ tiến hành xịt lần 1 thì xem là nó có dừng lại cái thối nhũng này không nha. À, để xem là chắc là phải tách cái lá này, tại cái lá này nó quá ghê gớm rồi. Mấy lá dưới nó bị rồi. Rồi nó chảy nước xuống. Au. Cưa ơi. Mà cái mùi nó kinh khủng lắm cả nhà. À. Đấy mọi người sợ cái mùi kinh khủng lắm. Rồi bây giờ nó chảy xuống đây nè, mọi người thấy nó chảy xuống đây nè. Đó, chảy tới đầu phòng tới đó mọi người thấy không? Trời ơi, đó. Phòng lên như này nè. Bây giờ là mình chấp nhận mình hy sinh cái chậu lan này luôn, mình để cho mình thí nghiệm cho mọi người xem là cái liệu cái combo vệ sĩ nó có xử lý được cái việc thối nhũng hay không. Rồi xin mời cả nhà. Ở đây Mylan TV có chuẩn bị là một lít nước nha, một lít nước. Thì mình để mà trị thối nhũng á thì mình sử dụng là cái Rotet One. À, cái này là chuyên trị thối nhũng nè, hoạt chất được chiết xuất từ nghệ nha cả nhà, nano nghệ. Cái này là chuyên trị thối nhũng nha. Rồi cái Rotet Ro này nè là nó là phòng và trị nấm bệnh, là rất là nhiều loại nấm, tại nó có nhiều hoạt chất trong này để trị được nhiều loại bệnh do nấm gây ra. Mà tại sao cây này thối nhũng mà mình phải phun kèm cái nấm này vào? Tại vì khi bị thối nhũng là nó giống như nó bị bội nhiễm á cả nhà, vết thương hở nó nhiều á, nó bị bội nhiễm thì mình phun kèm cái này vào luôn để mình ngừa nấm luôn. Là Rotetro là 1 ml, cái Rotetro này là mọi người sử dụng là 2 ml, hai cái này pha chung cho 1 lít nước nha cả nhà. Rồi bây giờ Mylan TV tiến hành pha đây. Cái nghệ nano này nè, nó là hữu cơ nha, thì và nó khi mà nó dính vô tay là nó vàng y chang nghệ cho cả nhà, nên cả nhà cẩn thận một tí đừng có để nó dính vô tay. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cái đầu nhỏ đây là 1 ml nha, mình lấy cho nó là 1-2 ml cái này Rotetro nha cả nhà, trong combo vệ sĩ nha. 1-2. Rồi cái Rotetro này là mình sử dụng 1 ml thôi nha cả nhà, một thôi. Đừng có thấy cây nó bệnh mà mình nôn mà mình sử dụng quá liều nha. Thuốc là phải sử dụng đúng liều, ăn thì có thể ăn nhiều một xíu nhưng mà thuốc là đúng liều thôi nha. Cái thuốc nấm này nó hơi đặc tí nha. Đó vì nó đậm đặc như thế này nên mình sử dụng là 1 ml thôi cả nhà. Rồi. Đầy như thế này là 1 ml. Lắc đều trước khi sử dụng nha cả nhà. Bây giờ Mylan TV sẽ sử dụng cái bút lông dầu này. Mình làm dấu là nó đã bệnh tới mức nào, nó đã bệnh khúc nào để xem là cái vết bệnh ngày mai nó có loang tiếp hay không. Đây ha, ở đây. Rồi. Là cái lá này tới đây ha. Này lông dầu cái nhà bôi không ra đâu. Nè. Khô cái là bôi không ra đâu nha. Rồi, cái lá này nó bị ngay đây. Rồi nó giống như bị phỏng nước sôi cả nhà. Sau một ngày mà nó diễn tiến cực nhanh luôn. Rồi cái này nó bị ngay đây. Nó nhiễu cái dịch trên cái nhìn đó được. Tốt nhất là đừng để dính vô cái gì ha. Dính vô cái lan khác đó. Rồi. Và mọi người xem cái này, cái lá này là đã xịt một lần rồi nè.
là Mylan TV làm dấu nè, thì thật ra nó không có loang thêm ha. Này nó không có loang thêm thì để đó, để bây giờ mình xịt tiếp lần hai. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành xịt. Tại vì bây giờ mình sẽ xịt cho mấy cây này để mình trị bệnh và mình xịt luôn. Mình xịt vừa ướt thôi nha cả nhà, vừa ướt thôi chứ không cần phải đẫm mà nó động nhiều thuốc quá trong cái nách lá đó nha. Cái loại thuốc này nó động trong nách lá thì nó có thể gây cháy lá nha. Là mình xịt vừa đủ thôi, đã nói rồi. À, phân thì có thể mình bón cao lên tí để cho cây nó ăn, nhưng mà thuốc thì phải đúng liều nha. Mình bón nhiều quá có thể gây sốc thuốc. Cái thứ hai nữa là nó gây lâu ngày nó sẽ bị lờn thuốc ha. Lần sau thì thuốc nó mình sử dụng thuốc nó không hiệu quả nữa. Mình phải chỉnh dạng hơi xương cả nhà. Chỉnh dạng hơi xương mình xịt ha. Mọi người nhìn đây à. Cái chỗ này lúc này hồi nãy Mylan TV xịt là dạng tia nước nè, nên nó động thuốc ở đây rất là nhiều ha. Còn mấy cây này xịt dạng hơi xương nè, là nó không có cái nước động trên ngọn, nên những cái chỗ nách lá này kia nó sẽ không gây hại cây ha. Như cây này thì xíu mình phải nghiêng cho nó đổ hết cái nước này ra. Rồi mọi người xem. Đây là sau khi xịt ha. Thì cái vết, những cái vết mà vẽ của Mylan trên đây nó vẫn còn ha. Để xem ngày mai nó có bị loang ra hay không. Mà mình xem là cái hiệu quả chống thối nhũng của cái này nó sẽ như thế nào nha. Cả nhà cùng chờ đón xem nha cả nhà. Thối nhũng cả nhà ơi, tập tiếp theo ha, là bây giờ Mylan TV sẽ phun trị thối nhũng lần thứ 3. Đây mọi người xem cái diễn tiến của nó ha. Trời, cái thối nhũng này nó kinh khủng lắm. À, cái dấu mình khoanh tròn nè. Đấy, cái dấu khoanh tròn nè. Không, giờ nó lan ra tới đây rồi. Thì bây giờ Mylan TV sẽ tiến hành tiếp tục làm dấu tiếp. À, cái nhắc lại nha, nhắc lại cách đúng để mà trị thối nhũng là mọi người phải cắt bỏ cái thối nhũng đó đi nha, chứ không phải để nguyên như Mylan TV đâu. Mylan TV đang để đây để thử cái thuốc này là coi nó trị mà nó tiêu diệt tận gốc, nó làm nó khô hết mấy cái thối nhũng này không. Đó, nên là Mylan TV mới để lại. Còn nếu mà khi mọi người phát hiện vết thối nhũng là xịt vứt thì xa đi, vứt thùng rác liền, rồi mới tiến hành tưới cái thuốc trị thối nhũng của bên Mylan TV nha. Như cái vết bên này nè mọi người. Đây. Cái vết bên này mọi người thấy không? Là nó có vẻ đứng nè. Mọi người thấy không? Là nó tới đây là nó ngưng rồi. Cái lần này là lần xịt thứ 3 rồi. Cây này bữa trước Mylan TV có nói là xịt trước một lần đúng không? Thì lần thứ 3 là đứng nè. Đấy. Còn bên này là mới lần thứ 2 thôi mà nó diễn tiến quá ghê gớm luôn. Đó. Bây giờ Mylan TV phải xịt xem nó có ăn vô trong cái thân này không. Xem là bây giờ xịt lần thứ 3 ha, xem là cái này nó cứ ngưng lại không hay nó ăn vô thân. Thì bây giờ phải lấy cây bút để làm dấu tiếp theo đây. Rồi thì bây giờ cái bút này cả nhà, mình sẽ làm dấu ha, coi nó lan tới đâu. Ở đây mình đang thực nghiệm mà. Đó, nó lan tới đây rồi thì làm dấu tới đây ha, để xem là sau khi xịt lần 3 thì nó có khô hay không. Tại vì Mylan TV đã có nhiều cái cây mà nó đã được khô nha cả nhà. Bây giờ còn đúng cái tam giác này luôn nè. Rồi, sẽ làm dấu cái vết này coi nó có đang vô thân không nha. Đó, làm dấu cái vết. Ở đây nó cũng có cái vết nè. Coi nó có ăn sâu vô thân không. Đây anh lấy nét chỗ này nè. Nét chỗ này. Đó mọi người thấy không? Ha. Thấy không? Đó, nó đã thối tới đó rồi. Thối tới đây rồi nè mọi người. Ở dưới này nó thối tới đây rồi nè nha. Mylan TV sẽ làm dấu đây coi nó có ăn vô thân không, hay là chỉ thối cái lá này không. Nhưng mà nó có một cái đặc biệt cả nhà. Mọi người nhớ không? Khúc đầu là một cái lá nó bị mủn nước ra thôi, xong nó lay cái lá trên này mình mủn nước ra. Xong nó lay xuống lá này. Nó nhỏ vô đây nó lay vô lá này, nhưng mà đặc biệt là khi mà Mylan TV đã xịt nè. Đã xịt hai lần nha, thì những cái nước nó chảy xuống đây nè. Mọi người thấy nè, cái nước nó chảy xuống lá này là nó không có hiện tượng lây lan nữa ha. Lần đầu thì nó lây lan rất là nhanh, nhưng mà bây giờ cái lần này mình tưới lần thứ hai là không còn hiện tượng lây lan mọi người không? Nó vẫn ướt nè cả nhà. Đúng không? Cái lá này bị ướt nè, nhưng nó không bị phồng lên như bữa trước nữa. Đó là có dấu hiệu chững lại của bệnh ha. Thì bây giờ Mylan TV sẽ tiến hành xịt cho nó lần 3. Rồi, như vậy là kết quả thực nghiệm sau hai lần tưới là cũng khá là có tín hiệu tốt cả nhà, là cái thối nhũng nó không có lây lan nữa nha, mà nó chỉ bị trên đúng cái lá đó thôi, chứ nó có thấm xuống cái lá bên dưới nó vẫn không lây ha, chứ nó không giống như cái đợt đầu tiên ha. Đầu tiên mọi người thấy không, một lá là cái hôm sau là nó lây cực nhanh luôn. Bây giờ là cái tốc độ lây lan nó ngưng rồi, nhưng bây giờ thử xem là những cái vết này nó có ăn vô trong thân hay không. Đó, cái đó là anh chị mà trồng lan rất là sợ là thối trên lá xong nó ăn vô thân, là thối cái thân luôn là coi như là xong. Trồng lan bây giờ là cái lá này liệu nó có ăn vô thân không, hay bây giờ nó sẽ khô. Đó, nó sẽ khô như thế nào thì mọi người nhớ đón xem phần tiếp theo nha. Đây là kết quả phun trị thối nhũng lần thứ 3 cả nhà. Mời mọi người vào gần đây để mình xem ha. Thì cái lá này mà hôm bữa Mylan TV cho mọi người xem là vẽ đây lần thứ nhất này ha, vẽ nhất nó bị thối ngay này. Cái lần thứ hai nó bị thối ngay này. Đấy, thì cái lá bây giờ nó thối luôn cả nhà. Nhưng mà người thấy không, nó không lây xuống lá bên dưới này. Nghĩa là cái virus nó được diệt hết rồi.
nó nằm trên này nó xì nước xuống đây mà nó không bị lây, và đặc biệt là nó không ăn vô thân mọi người. Ngay đây em vớt Melanthivy làm dấu mọi người thấy không? Thấy chưa? Là nó đứng lại ngay chỗ đây luôn. Nó không có ăn vô tiếp. Dĩ nhiên cái lá này khi mà nó bị tổn thương hết cái phần này rồi, nó đâu còn cái dinh dưỡng gì mà lên để nó tiếp theo bên trên này, nên là nó chắc chắn là nó sẽ bị úng ở dưới này. Thì cái lá này là bị như thế này là bình thường cả nha. Là coi như là nó không lây xuống đây. Nó không lây xuống dưới đây. Là cái lá này là cái nó không còn vi khuẩn nữa cả nha, là nó đã bị diệt vi khuẩn rồi đó. Nếu mà nó còn nữa thì nó sẽ lây ở đây. Mọi người nhớ không, cái lần đầu tiên á là cái lá trên nó đổ xuống cái lá này nè. Là nó lây, cái lá trên này nè, nó đổ xuống lá này nó lây lên nó phồng được cái lá này liền. Thấy không? Còn cái này nó nằm trên đây đổ lên dính nước luôn nè, mọi người thấy nó dính nước không? Đấy, dính nước luôn nè, đen dính đầy trên này luôn nè. Nhưng mà cái lá này hoàn toàn không bị gì hết ha. Như vậy là mình chứng tỏ là một điều là có thể là mình suy đoán là vi khuẩn đã được giết sạch rồi, không ăn vô thân nha. Tới đây là đứng nè. Đó, thì cái lá này bây giờ nó còn nguyên đó. Thì sau khi xịt 3 lần ha. Còn cái này nè mọi người. Hồi bữa trước là nó bị thoáng ở đây đúng không? Thoáng ở đây. Xong rồi cái lá nó đổ xuống đây nó mới lây qua cây này nè. Thì bây giờ mọi người xem ha. Cái này không bị gì hết nè. Cái này nó dừng lại luôn nè. Lên mầm mới luôn cả nhà. Nó lên cái mầm con nè. Thấy chưa? Nước mầm con lên. À, để coi đầu rễ nè. Đầu rễ nó không xanh ha. Đầu rễ xanh rất là ok luôn. Rồi, ở chỗ này mọi người xem những đầu rễ nè, nó rất là ok, nó không ảnh hưởng tới rễ mà nó trị dứt vi khuẩn và không lây lan. Cách đúng là mọi người phải cắt bỏ vết thối đi nha cả nhà. Cắt bỏ vết thối đi rồi mình mới xịt. Còn Melanthivy để ở đây để cho mọi người xem là nó sẽ diễn tiến như thế nào để mọi người xem ha. Thì bây giờ là cái này là Melanthivy sẽ xịt cho nó lần cuối cùng và mang nó ra vườn chăm sóc lại. Cái lá này sẽ cắt đi cả nhà. Sẽ sử dụng dao rục giấy cắt cái này đi. Rồi, cắt bỏ cái lá thối đi. Mùi cực. Cái mùi nó thối lắm cả nhà. À, rất kinh khủng. Và nó đã cái này đã coi như là khô rồi, coi xong cái lá rồi. Thối nhũng là vậy đó mọi người, là chỉ là cái bộ phận nào bị thối là cái bộ phận đó coi như tiêu tùng, không có nói nhiều, phải cắt bỏ thôi. Mình phải cắt bỏ khi mà mình bắt đầu xịt nha, chứ không phải đợi Melanthivy xịt xong mới cắt đâu. Thì mọi người sẽ thấy à, cái lá nó không bị diễn tiến vào trong, nó sẽ dừng ở đây luôn, là coi như là điều trị thối nhũng thành công đó nha.